cả Liên Hợp Quốc sững sờ, không xin được viện trợ vũ khí, chính quyền Ukraine bất ngờ có hành động xấu với Việt Nam khiến cả thế giới lên án. Mến chào các bạn khán giả đã quay trở lại với Việt Nam Stronger. Các bạn thân mến, trong bối cảnh thế giới vẫn đang chứng kiến một trong những biến động lớn lao nhất của thế kỷ 21 là Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Chẳng hiểu vì nguyên nhân gì mà hết lần này đến lần khác, cả truyền thông quốc tế lẫn những vị lãnh đạo cao cấp nước ngoài thi nhau réo tên Việt Nam để cố tình lôi nước ta vào cuộc. Hết bà đại sứ UK gọi Việt Nam là quê hương thứ hai, nhưng một mực trách móc và bêu xấu, gọi Việt Nam là đồ ba phải, rồi lại đến lượt tờ báo Ukraine lên tiếng xuyên tạc, bôi nhọ Chủ tịch Hồ Chí Minh thậm tệ. Và mới đây, tưởng chừng như cơm đang lành, canh đang ngọt, một lần nữa phía Ukraine lại có một pha xử lý thọc gậy bạch xe, khiến cho người Việt Nam phẫn nộ cùng cực và nhân dân quốc tế sững sờ không tin nổi. Vậy Ukraine đã làm điều gì khó tin và cộng đồng quốc tế đã có những phản bác ra sao mà khiến lãnh đạo Ukraine phải đỏ mặt tía tai? Mời các bạn hãy cùng mình đi tìm hiểu thực hư trong video ngày hôm nay nhé! Như các bạn đã biết thì cuộc chiến tranh đặc biệt giữa Nga và Ukraine vẫn chưa có hồi kết và chính quyền của vị Tổng thống Hề vẫn chưa tìm được lối thoát cho dân tộc mình. Nước này đang bị đe dọa do sự thiếu hụt lương thực và vũ khí nghiêm trọng. Cách đây không lâu, Đại sứ quán Ukraine tại Việt Nam đã viết tâm thư cực kỳ sướt mướt để cầu cứu nước ta và xin gạo từ thiện. Tất nhiên bằng tấm lòng từ bi bác ái, người Việt sẵn sàng giúp đỡ, thậm chí là cuối năm 2022, Việt Nam còn góp tiền để cứu trợ nhân đạo cho người Ukraine gặp nạn. Tuy nhiên, khi họ thiếu vũ khí, Việt Nam không thể giúp quá nhiều vì cơ bản là vũ khí không phải là thế mạnh của nước ta. Và dù là nước trung lập, Việt Nam không có bất kỳ trách nhiệm hay nghĩa vụ nào phải giúp đỡ vũ khí cho Ukraine tham gia chiến tranh cả. Mà không chỉ Việt Nam, hầu hết các quốc gia châu Á đều muốn đứng ngoài chứ không nhúng tay vào. Nhưng ai có mà ngờ rằng chỉ bằng động thái đó lại khiến lãnh đạo Ukraine để bụng. Thế là mới đây, lãnh đạo Ukraine đã có một nước cờ đau điếng và khiến hàng triệu người dân khắp thế giới, đặc biệt là Việt Nam, cực kỳ phẫn nộ. Đó là theo quyết định mới đây của Hội đồng thủ đô Ukraine là thành phố Kyiv, có Tổng bí thư Trường Chinh của chúng ta, người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam trong những năm 1980, đã bị tước đi danh hiệu công dân danh dự thành phố Kyiv. Quyết định này diễn ra hoàn toàn bất ngờ và không có lý do gì chính đáng khi Tổng bí thư Trường Chinh từng có công lớn để làm nên thành phố Kyiv ngày hôm nay. Không chỉ cố Tổng bí thư đáng kính của chúng ta bị gạch tên, trong danh sách này còn có Leonid Brezhnev, Tổng bí thư thứ 3 của Đảng Cộng sản Liên Xô, cùng nhiều cựu lãnh đạo đảng và nhà nước Liên Xô khác. Tất cả họ đều là những người góp công sức vô kể với thành phố Kyiv. Hay nói cách khác, hành động gạch tên những người đã khuất nay chỉ để trả đũa, thể hiện rằng người Ukraine ăn cháo đá bát và hoàn toàn thiếu tôn trọng lịch sử. Bởi vì theo như mình tìm hiểu được, danh hiệu công dân danh dự thành phố Kyiv được trao cho công dân Ukraine, người nước ngoài có đóng góp quan trọng đối với sự phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa của thành phố Kyiv. Đó là những người đã giúp đa dạng di sản văn hóa tinh thần, có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp phát triển khoa học, giáo dục, văn hóa, nghệ thuật, y tế, thể thao, kinh doanh và các lĩnh vực khác, góp phần củng cố vị thế trong và ngoài nước của các thủ đô Kyiv, thành phố đầu tàu của Ukraine. Đáng chú ý, trước đó quyết định của Hội đồng thành phố Kyiv ngày 1 tháng 6 năm 2000 đã nêu rõ rằng danh hiệu công dân danh dự thành phố Kyiv được trao cho các cá nhân đủ tiêu chuẩn theo quyết định của Hội đồng thành phố và có giá trị trọn đời. Nhưng đúng là chẳng có gì mỏng manh bằng lời hứa của lãnh đạo Ukraine. Mấy ngày nào còn hứa hẹn rồi tôn vinh hết lời, bây giờ lại tước bỏ danh hiệu một cách ngang trái. Căm phẫn trước hành động này của lãnh đạo thủ đô Ukraine, nhiều khán giả quốc tế đã ngay lập tức dùng lập luận, lý lẽ lịch sử để đòi lại công bằng cho Việt Nam và Liên Xô cũ. Trên mạng xã hội Quora, nhiều netizen đã bàn luận như thế này. Tượng Lenin mà người Ukraine còn kéo đổ được thì còn điều ngu xuẩn nào mà họ không dám làm. Xúc phạm người Tổng bí thư đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc của một đất nước khác là hành động không thể tha thứ. Bản chất thì đất nước này vẫn là phát xít, lời nói và hành động thể hiện sự ngang tàng và thiếu coi trọng nước khác. Nhiệt liệt ủng hộ Nga dẹp đồng rác mang tên Ukraine, nơi không những đã từ bỏ lịch sử dân tộc mình mà còn đạp lên lịch sử. Các bạn ạ, là một người Việt Nam trung lập, mình tin có nhiều người sẽ không ủng hộ ai trong cuộc chiến này. Nhưng ngay sau khi đọc được tin này thì thật đau đớn khi nhận ra Ukraine đang xem thường và hạ thấp vị trí của một người anh hùng của dân tộc Việt Nam là Tổng bí thư Trường Chinh. Ở Việt Nam có những nhân vật bạn đừng nên động đến, một là lãnh tụ Hồ Chí Minh, hai là Đại tướng Võ Nguyên Giáp và ba là những người có công với nhà nước Việt Nam, người đã hy sinh xương máu vì độc lập của Tổ quốc, và Tổng bí thư Trường Chinh là một trong số đó. Nếu Ukraine muốn hợp tác ổn định lâu dài, làm bạn một cách tử tế và mong muốn được nhận viện trợ thì đừng bao giờ động đến họ. Ở Ukraine, bạn kéo đổ được tượng Lenin, chứ ở Việt Nam thì đừng mong đánh sập những tượng đài vĩ đại đó. Phải nói rằng, ai là người Việt cũng sẽ phẫn độ vô cùng khi bị đem ra làm vật liệu để kẻ khác muốn trao danh hiệu bao giờ thì trao, muốn gỡ khi nào thì cứ gỡ như thế này. Có nhiều bài viết đã được chia sẻ về khắp nơi trên các mạng xã hội,
không giấu được sự bức xúc. Các bạn khán giả Việt đã để lại những dòng bình luận bày tỏ sự ngán ngẩm và bất lực như sau. Dù sao cũng phải thông cảm cho họ, chúng ta đang chứng kiến những giờ phút cuối cùng của đất nước Ukraine trên bản đồ thế giới. Người đã khuất cũng không để yên nữa, chắc mới gặp bác chính xin gạo mà bác không cho nên về làm can. Nó tước là đúng, vì khiêu sắp bị hủy duyệt rồi, nó không muốn tên tuổi của bác bị vùi dập theo. Từ khi bên đó lên sóng xúc phạm bác thì Ukraine đã chết trong tôi rồi. Đến Lenin bà bè lũ nhà chúng nó còn dẫm đạp lên thì nói gì đến chúng ta? Việt Nam đây cũng cóc cần cái danh hão nhà chúng nó. Ngoại giao trẻ con không lôi kéo được đâm ra giận dỗi. Thật đáng buồn và đáng trách cho một quốc gia từng lớn mạnh như Ukraine vì họ đã mắc phải những sai lầm không thể nào chữa nổi. Việt Nam có vẻ càng nhân nhượng thì các bạn Ukraine càng lấn tới. Họ đã quên đi lịch sử, đến tượng Lenin còn dám lật đổ, xuyên tạc về Bác Hồ. Việt Nam bỏ phiếu trắng thì gằn giọng lên án. Nếu có thương thì thương cho nhân dân vô tội thôi, chứ chính quyền mà như thế thì có lẽ không thể gánh nổi một đất nước trên lưng. Bảo sao mà người Việt Nam 10 người thì có đến 8 người ủng hộ nước Nga rồi. Ít ai biết Tổng thống Liên bang Nga, ông Putin là lãnh đạo nước tư bản đầu tiên và duy nhất tính đến nay được trao huân chương Hồ Chí Minh, huân chương cao quý thứ hai của Việt Nam, chỉ sau huân chương Sao Vàng. Và Việt Nam chúng ta xưa nay chưa bao giờ nghĩ đến việc tước đi danh hiệu của ông như cái cách mà người Ukraine đã làm với Tổng bí thư Trường Chinh. Mà các bạn biết đấy, Tổng bí thư Trường Chinh không phải là người đầu tiên trở thành nạn nhân của chính quyền Ukraine. Trước đó, Ukraine đã từng xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh với những lời lẽ không thể chấp nhận nổi. Đây là tấm ảnh chụp một bài viết truyền thông bẩn của Ukraine về tiểu sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh với góc nhìn cực kỳ méo mó. Bài viết được đăng tải trên truyền hình Ukraine 24 TV. Đơn vị truyền thông hàng đầu trong hạng mục truyền thông tin tức tại Ukraine, tiêu đề bài viết mang tên Hồ Chí Minh là một ông già độc tài và dã tâm Bolshevik. Với nhiều người Ukraine, dã tâm Bolshevik là một cụm từ ám chỉ những hành động xâm lược, bạo quyền độc tài mà Liên Xô Nga đã áp đặt vào họ. Nội dung phóng sự này mô tả Chủ tịch Hồ Chí Minh là một người độc tài, phải chịu trách nhiệm cho nhiều người Việt Nam đã chết vì chiến tranh, đổ lỗi rằng chiến tranh xảy ra ở Việt Nam là do dã tâm và dùng lý lẽ để củng cố quyền lực. Thật đáng lên án bởi Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là vị lãnh tụ kính yêu của người dân Việt Nam, người anh hùng giải phóng dân tộc được nhân dân thế giới ngưỡng mộ với tình cảm chân thành. Tên tuổi của người còn rạng rỡ trong 100 nhân vật kiệt xuất nhất thế giới. Ấy vậy mà Ukraine không ngừng bịa đặt bôi nhọ thân thế cuộc đời sự nghiệp của người. Xúc phạm lãnh tụ và anh hùng của Việt Nam, thế mà vừa qua Đại sứ quán Ukraine vẫn mặt dày lên bài xin người Việt Nam hãy dù lòng thương và chung tay viện trợ cho cảnh khốn cùng của người Ukraine. Thật không biết trời cao đất dày là gì, khó khăn thì xin viện trợ, chẳng có gì là sai. Nhưng người đứng đầu chính quyền Ukraine hãy nhìn lại mình xem. Các bạn muốn chúng tôi viện trợ cho các bạn như thế nào, trong khi chính phủ Ukraine kêu gọi người dân chối bỏ lịch sử của mình, chà đạp lên lịch sử, lên chính những người đã mang lại sự phồn vinh cho các bạn. Ông cha của các bạn đã hy sinh tất cả để có được Ukraine ngày hôm nay, nhưng các bạn lại quay lưng chạy theo kẻ thù cũ, vùi dập thành tựu của ông cha rồi đi kêu gọi viện trợ. Chính các bạn đã không tự tôn trọng mình thì chúng tôi không có nghĩa vụ phải tôn trọng các bạn. Xin khẳng định, trước kia Việt Nam luôn coi Ukraine là người bạn thân thiết và nước Nga cũng vậy. Việt Nam trước đây nhận được sự giúp đỡ to lớn của Liên Xô và Ukraine là một thành viên trong đó. Nhiều thế hệ người Việt Nam từng được sang học tập và công tác tại thành phố Kyiv, Kharkov, Odessa. Điều đó Việt Nam không bao giờ quên và thực tế là cho đến giờ hai nước Việt Nam và Ukraine vẫn giữ quan hệ gần gũi, là đối tác toàn diện với nhau. Có thể thấy xuyên suốt trong các tuyên bố, phát ngôn, quan điểm nhất quán của Việt Nam là kêu gọi chấm dứt hành động sử dụng vũ lực, nối lại đối thoại và tìm kiếm giải pháp lâu dài cho các bất đồng. Kể từ khi cuộc xung đột Nga-Ukraine nổ ra cho đến thời điểm hiện tại, chưa có bất kỳ phát ngôn nào và hành động nào của Việt Nam đề cập đến việc ủng hộ sử dụng vũ lực để giải quyết vấn đề xung đột giữa Nga và Ukraine. Và Việt Nam cũng không thiên vị hay đứng về bất kỳ một bên nào xoay quanh xung đột giữa Nga và Ukraine. Tuy nhiên, sau khi chứng kiến những gì mà Ukraine dành cho Việt Nam thật khiến cho người Việt phải chạnh lòng. Hành động xem thưởng Bác Hồ, Tổng bí thư Trường Chinh và chê bai Việt Nam thiếu lương thực, nói Việt Nam ba phải. Tất cả đã trở thành chiếc kéo vô tình cắt đứt sợi dây hữu nghị giữa Việt Nam và Ukraine. Mình cá là sau một vài những hành động thiếu kiểm soát kiểu này thì sẽ chẳng còn mấy người Việt Nam là ủng hộ Ukraine nữa. Ngay cả ở trong chính phủ Việt Nam hay nhân dân Việt Nam, nói cách khác thì họ đang tự hủy hoại mối quan hệ truyền thống này. Lúc sinh thời Bác Hồ của chúng ta đã nói, một dân tộc không tự lực cánh sinh mà cứ ngồi chờ dân tộc khác giúp đỡ thì không xứng đáng được độc lập. Lúc này, điều người Ukraine cần nhất chính là một bài học về đạo đức và tôn trọng lịch sử, chứ không phải là sự bố thí từ nước khác. Còn người Việt Nam chúng ta, ai cũng chỉ muốn sống bình yên dưới bầu trời hòa bình, dưới sức mạnh của công lý và lẽ phải. Cái hư danh công dân danh dự của Ukraine, người Việt Nam chúng ta xin được trả lại. Hãy để cho người anh hùng dân tộc của chúng ta là Tổng bí thư Trường Chinh được yên nghỉ.
Còn các bạn có quan điểm như thế nào sau khi xem video? Nhanh tay bình luận bên dưới cho mình biết nhé! Ngày hôm nay dừng lại ở đây thôi nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến giây phút này. Đừng quên bấm like và nhấn nút đăng ký kênh Việt Nam Stronger để ủng hộ mình, cũng như cập nhật những tin tức mới nhất về Việt Nam nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo.